Bệnh của mỗi người khác nhau Cho nên thuốc mà mỗi chúng sanh cần cũng khác nhau Do đó Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết Pháp 49 năm Để lại nhiều điển tịch như vậy Không phải bảo bạn phải học hết Dùng hết tất cả Thuốc nhiều như vậy Bạn đều uống hết Không chỉ bệnh không khỏi Uống nhầm thuốc còn chết người nữa trong tiệm thuốc có nhiều thuốc như vậy không có bác sĩ kê đơn cho bạn bạn không dám uống phật pháp có nhiều kinh điển như vậy không có người chỉ dẫn bạn bạn làm sao có thể học hết cùng một lúc học hết cùng một lúc tức là uống hết thuốc cùng một lúc vậy thì không chết mới lạ cho nên phải lựa chọn pháp môn chọn thuốc đúng chứng bệnh thuốc vào liền hết bệnh. Không phải là uống càng nhiều thuốc càng tốt. Vậy mới gọi là di diệu vô thượng. Khi Phật còn tại thế thì không có vấn đề gì. Phật là Đại Y Vương. Gặp được Phật, Phật nhất định thuyết pháp cho bạn, bạn nhất định đắc độ. Tại sao vậy? Pháp đó là nói cho bạn, chắc chắn là đúng bệnh. Hiện nay Đức Phật không còn tại thế, phương thuốc để lại rồi, kinh điển chính là phương thuốc. Phương thuốc này bạn có biết dùng không? Rất khó nói. Vậy thì phải xem là ai kê đơn cho bạn. Ở chỗ này, tôi đang muốn nói với mọi người điều gì? Chính là muốn nói với mọi người, học Phật nhất định phải tìm được thầy tốt. Vì thầy này là Minh sư chứ không phải là danh sư người thầy có ba loại thứ nhất là có tu có chứng đây là người thầy tốt nhất thứ hai là có tu chưa chứng đây là người thầy kém hơn một bậc thứ ba là chưa tu chưa chứng đây là người thầy tự khoe bạn có thể gặp và chọn lựa người thầy như thế nào thật sự phải xem vận mệnh và duyên phận của bạn lão pháp sư vận mệnh tốt duyên phận tốt gặp được tiên sinh phương đông mỹ đại sư chương gia lão cư sĩ lý bỉnh nam trong một đời có thể gặp được ba vị minh sư có thể nói là vô cùng may mắn thân tâm được điều phục mới có tư cách tiếp nhận phật pháp thời đại chúng ta người học phật rất nhiều tại sao lại không thể thành tựu nguyên nhân là do thân tâm chưa được điều phục mà đã đi học tập kinh điển đại thừa kinh điển học không ít kết quả chỉ tăng trưởng tà kiến không phải tăng trưởng trí tuệ mà là tăng trưởng tà tri tà kiến vậy thì phiền phức lớn rồi nhất định phải để thân tâm hồi phục khỏe mạnh thì tiếp nhận phật pháp mới có thể tăng trưởng trí tuệ trước tiên phải thành tựu pháp khí sau đó mới có thể chứa đựng các diệu pháp người xưa so sánh rằng phật pháp là cam lộ đề hồ cam lộ nếu như đựng trong chén chứa thuốc độc đề hồ cam lộ cũng biến thành thuốc độc bởi vì có độc tố trộn lẫn trong đó nhất định phải rửa sạch chén từng chứa thuốc độc này trước thế nào là thuốc độc tham sân si mạng nghi còn độc hơn thuốc độc nhất định phải loại trừ sạch sẽ trong tâm lúc đó phật giảng kinh thuyết pháp cho bạn bạn mới có thể tiếp nhận Đại Pháp Đề Hồ Cam Lộ của Như Lai Chư Phật Độ Sanh Tùy bệnh cho thuốc Chúng sanh có đủ loại bệnh Gọi là chúng sanh có tám dạng bốn ngàn loại bệnh Cho nên Phật sẽ có tám dạng bốn ngàn loại pháp Bệnh dí giới nỗi khổ của chúng sanh Dược dí với diệu pháp của Như Lai Kinh Niết Bàn nói Vì độ chúng sanh Nên nói Pháp dược di diệu vô thượng Chúng sanh có bệnh gì Thì phải cho thuốc đó Không được cho sai thuốc Vi diệu vô thượng Không phải là hạn định dạy theo bộ kinh nào Trong kinh Bát Nhã Phật nói rất hay pháp môn bình đẳng không phân cao thấp nếu có vi diệu vô thượng thì có cao thấp rồi lời này có mâu thuẫn hay không có xung đột hay không không hề gọi là vi diệu vô thượng là nói với người thuốc này rất thích hợp trị bệnh của họ rất có hiệu quả uống thuốc liền hết bệnh dùng phương pháp này họ liền thành tựu. Nên, đối với họ mà nói, đây là vô thượng. Bệnh của mỗi người khác nhau. Cho nên, thuốc mà mỗi chúng sanh cần cũng khác nhau. Do đó, Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết Pháp 49 năm, để lại nhiều điển tịch như vậy. Không phải bảo bạn phải học hết, dùng hết tất cả. Thuốc nhiều như vậy bạn đều uống hết. Không chỉ bệnh không khỏi, uống nhầm thuốc còn chết người nữa. Trong tiệm thuốc có nhiều thuốc như vậy, không có bác sĩ kê đơn cho bạn, bạn không dám uống. Phật pháp có nhiều kinh điển như vậy, không có người chỉ dẫn bạn, bạn làm sao có thể học hết cùng một lúc? Học hết cùng một lúc Tức là uống hết thuốc cùng một lúc Vậy thì không chết mới lạ Cho nên Phải lựa chọn pháp môn Chọn thuốc đúng chứng bệnh Thuốc vào liền hết bệnh Không phải là uống càng nhiều thuốc càng tốt Vậy mới gọi là Di diệu vô thượng Khi Phật còn tại thế Thì không có vấn đề gì Phật là Đại Y Vương Gặp được Phật phật nhất định thuyết pháp cho bạn bạn nhất định đắc độ tại sao vậy pháp đó là nói cho bạn chắc chắn là đúng bệnh hiện nay đức phật không còn tại thế phương thuốc để lại rồi kinh điển chính là phương thuốc phương thuốc này bạn có biết dùng không rất khó nói vậy thì phải xem là ai kê đơn cho bạn ở chỗ này tôi đang muốn nói với mọi người điều gì chính là muốn nói với mọi người học phật nhất định phải tìm được thầy tốt vì thầy này là minh sư chứ không phải là danh sư người thầy có ba loại thứ nhất là có tu có chứng đây là người thầy tốt nhất thứ hai là có tu chưa chứng đây là người thầy kém hơn một bậc thứ ba là chưa tu chưa chứng đây là người thầy tự khoe bạn có thể gặp và chọn lựa người thầy như thế nào thật sự phải xem vận mệnh và duyên phận của bạn lão pháp sư vận mệnh tốt duyên phận tốt gặp được tiên sinh phương đông mỹ đại sư chương gia lão cư sĩ lý bỉnh nam trong một đời có thể gặp được ba vị minh sư, có thể nói là vô cùng may mắn. Tôi chạm một chút ánh sáng của lão sư phụ, vận mệnh và duyên phận của tôi cũng không tệ, gặp được pháp sư thượng giác hạ ngộ. Phật sống lạp mã giao, tương căn đời thứ 15. Lão pháp sư thượng Tịnh hạ Không, đây là ba vị minh sư. Thầy là người kê đơn thuốc cho bạn người thầy có tu có chứng giống như bác sĩ người thầy có tu chưa chứng giống như hộ lý người thầy chưa tu chưa chứng giống như vị nào thì tôi không biết phương thuốc của bạn là do người thầy như thế nào kê đơn tôi không biết tệ nhất chính là người như thế này bái thầy lung tung dùng thuốc lung tung. Ai nói gì cũng nghe, ai nói gì cũng tin, ai kê thuốc cũng uống. Vậy thì xong rồi, thật sự xong rồi. Nếu uống xong không chết, thì bệnh tình cũng nguy cấp. Pháp môn tịnh độ trong hết thảy pháp môn mà nói, thật sự có thể coi là pháp dược di diệu vô thượng. Chúng ta có duyên gặp được, mà không biết nhìn hàng bệnh của bạn chỉ cần một loại thuốc này có thể trị khỏi nhưng mà bạn nghi ngờ bạn không tin bạn nhất định phải uống một 100 trăm loại một ngàn loại thuốc không trị bệnh của bạn bạn không biết thật giả không nghe lời khuyên tam khổ có hai cách nói cách nói thứ nhất tam khổ là khổ khổ hoại khổ thành khổ thứ nhất việc này vốn là khổ gọi là khổ khổ thứ hai việc này vốn là vui nhưng một khi bị phá hoại thì liền khổ đây là hoại khổ thứ ba do hết thảy đều thay đổi chuyển hóa không ngừng nghĩ mà sanh phiền não đây là hành khổ cách nói thứ hai là đại sư gia tường nói tam khổ là sự khổ trong tam hữu tam hữu chính là tam giới dục giới sắc giới vô sắc giới tam khổ là nỗi khổ sanh tử của chúng sanh trong tam giới hai cách nói này đều đúng nhưng cách giải thích của đại sư gia tường rất hợp với tông chỉ của tịnh độ tông đặc điểm của tịnh độ tông là khiến chúng sanh ngay nơi thân này thoát khỏi biển khổ sanh tử pháp môn khác muốn thoát khỏi tam giới phải đoạn kiến tư hoặc đạt đến trình độ của a la hán trên thế giới hiện nay tìm được người có thể chứng sơ quả rất khó huống hồ là A-la-hán Chỉ có pháp môn tịnh độ hoành xuất tam giới Đây là mang theo hoặc giảng sanh Mang theo nghiệp giảng sanh Không phải bảo bạn đoạn hoặc Cho nên đây là chỗ vượt trội nhất Cho nên dùng nhiều dược đời hồ vô thượng của pháp môn tịnh độ là tín nguyện trì danh Để cứu vớt tất cả chúng sanh đang trầm luân trong ách nạn biển khổ sanh tử của tam giới gọi là dĩ chư pháp dược cứu liệu tam khổ sự quy kết cao nhất rốt ráo nhất viên mãn nhất đó chính là câu phật hiệu này pháp môn niệm phật pháp môn này gọi là thuốc a già đà trị tất cả bệnh không phải là một loại thuốc trị một loại bệnh. Đây là một loại thuốc trị tất cả bệnh. Tám dạng bốn ngàn sự khổ, một câu Phật hiệu có thể trị. Vô lượng khổ, một câu Phật hiệu cũng có thể trị. Chúng ta phải tin tưởng điều này là thật. Không được có chút hoài nghi nào, thì chúng ta mới có được thọ dụng thật sự nói lời chân thật cho bạn nghe nghe hiểu một câu liền thọ dụng nếu như một câu cũng không hiểu không duyên không phận đợi kiếp sau kiếp sau có được thân người không phải tự nhắc nhở bản thân mình nếu chúng ta muốn thành tựu thì nhất định phải tuân thủ trước tiên bắt đầu từ nơi giới luật Sau đó, tâm của bạn mới có thể định lại. Nhưng mà hiện nay, cái thời đại này đã khác rồi. Sư đạo không còn nữa. Thế gian không có lão sư. Tại vì sao không có lão sư? Vì không có học trò. Cho nên không có lão sư Tôi cũng thường hay nói với mọi người Tôi vẫn còn gặp được Đại khái tôi là một học trò cuối cùng Sao tôi thì không còn nữa rồi Điều kiện để làm học trò Đối với lão sư phải phục tùng 100% Hiện nay có thể tìm được một học trò mà đối với lời của lão sư phục tùng một trăm phần trăm hay không đối với lão sư hoàn toàn không hoài nghi hay không có hoài nghi đối với lão sư đối với lời của lão sư hoàn toàn không thể làm được thì không phải là học trò không còn sư đạo nữa rồi thực tại là khó khi xưa, tôi đánh lễ lão cư sĩ đi Bĩnh Nam làm sư phụ, theo ngài học tập. Lúc đó tôi chưa xuất gia. bổ phận của người cư sĩ tại gia, đánh lễ ngài làm sư phụ. ngài đã ra cho tôi ba điều kiện. thứ nhất là nghe kinh nghe giảng kinh chỉ nên nghe bài giảng của một mình ngài từ bài giảng của ngài ra bất kỳ vị pháp sư cư sĩ đại đức nào giảng kinh hết thảy đều không được nghe có thể làm được hay không thứ hai là xem kinh sách không quản là kinh hay xem tất cả sách vở của thế gian kinh sách mà chưa được sự đồng ý của ngài thì không được xem Điều kiện thứ ba là Thời gian trong quá khứ Tôi đã học triết học với Ngài Phương Đông Mỹ Và ba năm học Phật giới Chuyên gia đại sư Ngài nói những việc đó Ngài không thừa nhận Tất cả phải bỏ hết Nếu con muốn bái ta làm thầy Kể từ ngày hôm nay Tất cả phải làm lại từ đầu Nếu con chấp nhận được thì làm Con không chấp nhận được Thì mối quan hệ thầy trò sẽ không có cho nên Cái điều kiện khắc nghiệt như vậy Hiện nay không có ai chấp nhận Cho nên chẳng có học trò Lão sư cũng không có Đây là sư thừa Từ xưa đến nay ở Trung Quốc Tôi rất là may mắn Vẫn còn hưởng được một chút cái duyên này Tôi theo lão sư Lý 10 năm 10 năm đó chỉ hoàn toàn nghe có một mình ngài giảng ngài đã chịu trách nhiệm dạy bảo tôi nếu ngài chỉ dạy tôi sai đường thì ngài sẽ gánh chịu nhân quả này Do đó đây không phải là chuyện dễ dàng Tại vì sao học trò Gặp được lão sư tốt Mà cũng học không thành công Nguyên nhân chủ yếu là còn hoài nghi đối với lão sư đối với lời dạy bảo của lão sư thì bằng mặt không bằng lòng không thể thực tiễn cho nên bạn không thể thành tựu nếu như thật sự là không có hoài nghi có thể y giáo phụng hành đó chính là lời nói của ấn quan đại sư một phần thành kính được một phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích Sự thành kính này cũng chính là nói Lão sư dạy bảo bạn Cuối cùng bạn có thể làm được mấy phần Bạn có thể làm được trọn vẹn Vậy thì bạn đã thành tựu trọn vẹn rồi Bạn làm được một phần Vậy là bạn thành tựu được một phần Làm được hai phần thì thành tựu được hai phần chính là cái đạo lý này phật pháp có thể hưng thịnh hay không cá nhân có thể khai ngộ hay không có thể chứng quả hay không đều ở tại chính mình không ở nơi người khác Lão sư chỉ có thể dạy cho bạn phương pháp Chỉ có thể cung cấp cho bạn Kinh nghiệm tu học của Ngài Để bạn tham khảo Thật sự khế nhập Là hoàn toàn dựa vào chính mình Nho cùng Phật Đều nói đến chữ thành Chân thành chỉ có chân thành thì bạn mới có thể khế nhập không thể để xen tạp một chút giả tạo nào cho nên nhiều năm trở lại đây chúng tôi tổng kết sự giáo học trong đại thừa tổng kết thành tổng cương lĩnh tu học Chúng tôi viết thành hai mươi chữ Giống như ở trên hai bên này Chân thành Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, tự vi Chúng tôi muốn dùng cái tâm này Không thể dùng cái giả tạo Ngược lại Với 10 chữ này Chính là tâm luân hồi Tâm luân hồi mà học Phật Thì cũng là tạo nghiệp luân hồi Nhất định là Không ra khỏi tam giới Cho nên câu bên này là chuyên tâm Câu bên kia là đối xử nhìn thấu, buông xuống tự tại tùy duyên niệm Phật. Y theo hai cương lĩnh này mà tu học. Chính là nói đem điều sai lầm của chúng ta, tâm giả dối của chúng ta chính là sai lầm, tu sửa lại thành chân thành tâm ô nhiễm là sai tu sửa lại thành thanh tịnh tâm cống cao ngã mạng là sai tu sửa lại thành bình đẳng mê hoặc điên đảo là sai tu sửa lại thành chính giác tự tư tự lợi là sai tu sửa lại thành từ bi Đơn giản rõ ràng Trong hai ba năm gần đây Tôi chưa vừa ý gì câu chữ này hơi nhiều Hai mươi chữ Hiện nay tôi thu gọn hai mươi chữ thành bốn chữ Thuần tịnh, thuần thiện Tâm chúng ta phải thuần tịnh Hành vi của chúng ta phải thuần thiện dùng điều này làm mục tiêu thì càng đơn giản hơn thuần tịnh thuần thiện là tánh đức viên mãn hiện tiền của như lai phải rời xa tất cả đều bất tịnh bất thiện tâm địa phải thanh tịnh Hành vi phải lương thiện Hơn 20 năm trước Cuộc sống của tôi trôi qua dưới vực sâu đau khổ Không thể thoát ra được Thậm chí là muốn chết đi cho xong Nghe được Phật Pháp Nghe sư trưởng giảng kinh vô lượng thọ Tôi hiểu lý lẽ Được khai thông từ dưới vực sâu đau khổ tôi thoát ra ngoài tôi lịa khổ rồi tôi được vui rồi tôi là người có được lợi ích chân thật nhất từ kinh vô lượng thọ tôi không phải là người ích kỷ tôi từng trải qua nỗi khổ trải qua khó khăn bệnh tật trải qua đau đớn không muốn sống nữa tôi không thể thỏa mãn khi chỉ mình tôi lìa khổ được vui tôi phải giúp quý vị đồng tu không phải đi qua con đường đau khổ mà tôi từng đi mà muốn giúp quý vị đi đến con đường tắt hướng tới hạnh phúc mỹ mãn vui vẻ như vậy thì Mọi người mới bớt phải đi đường vòng Đây là nguyện vọng ban đầu Đã khiến tôi vẫn luôn nói nhiều với quý vị Trong nhiều năm như vậy Tôi nghĩ Giải thoát một người thì được một người Giải thoát mười người thì được mười người Đương nhiên tôi hy vọng Người được giải thoát càng nhiều càng tốt Tôi thấy quý vị đồng tu học Phật có người học tạp Có người học sai lệch Có người học tà Có người học thành ma nhập Có người học tới mức Mắc bệnh thần kinh Tư tưởng lời nói Hành vi không bình thường Có người học tới mức Thần kinh không bình thường Cả ngày Cứ thần Tiên Quỷ Không lúc nào dứt có người hôm nay bị nhập ngày mai lại bị nhập khổ không thể tả nhìn thấy những chuyện như vậy tôi thật sự đau đớn trong lòng khóc không ra nước mắt học thành ra như vậy có phải là lỗi lầm của kinh điển không không phải có phải là lỗi lầm của chư phật bồ tát không không phải là lỗi lầm của ai của chính mình là do chúng ta hồ đồ học tập lung tung. Gặp phải kết quả như vậy vô cùng đáng sợ, cũng vô cùng đáng thương. Có một bộ kinh tên là A Nan vấn sự Phật kiết hung kinh. Đây là bộ kinh điển nhập môn vô cùng quan trọng. Câu đầu tiên Phật dạy chúng ta phải dựa vào minh sư Chữ minh này không phải là danh tiếng rất lớn Mà là minh trong câu tâm địa quang minh Có tiếng tâm cũng vô dụng Người hiện đại rất biết cách tạo nên danh tiếng Phù phí mà không thật Chỉ là thủ đoạn lừa người thôi Cho nên có tiếng tâm Cũng không cho thấy là người đó có tu, có học Người thật sự có tu, có học Ngược lại không ai biết tới Nó mới thật sự là người tu hành Mới thật sự là thiện tri thức Tìm một người thầy thực sự có tu, có học Có chánh tri, chánh kiến để chỉ dạy bạn Bạn sẽ không đi sai đường Bạn tìm được thầy rồi Thì nhất định Phải nghe lời thầy mới được Nếu như không nghe lời Còn hoài nghi thầy mình Hoài nghi phương pháp tu học dạy bảo của Thầy Thái độ như vậy là chướng ngại lớn nhất trên con đường Bồ Đề Kết quả là không học được gì hết Thế nào gọi là Thầy? Thầy tức là người mà con đường trước đây Thầy từng đi qua Đã chịu rất nhiều thiệt thòi Đã trải qua nhiều trở ngại Bây giờ thầy đem những kinh nghiệm tu học mà thầy trải qua Truyền thụ lại cho bạn Cũng nói cho bạn nghe giáo huấn của thầy Để trong quá trình tu học Bạn không phạm phải lỗi lầm giống như vậy Đó mới gọi là thầy Thời mạt Pháp 9.000 năm Chúng sanh khổ nạn Dựa vào đâu để được độ Dựa vào kinh vô lượng thọ và câu phật hiệu a di đà phật thân là đệ tử phật chúng ta có thể làm được chút gì để cứu độ chúng sanh khổ nạn phải thận trọng suy ngẫm chúng ta có thể làm gì cho chúng sanh khổ nạn có nền tảng giảng kinh vô lượng thọ lần đầu có chư phật như lai từ bi gia trì có thiên long hộ pháp và chư thiện thần hộ pháp từ bi che chở có sự ủng hộ khích lệ của đông đảo đồng tu đây cũng là nguyên nhân thứ hai giúp tôi có dũng khí giảng kinh vô lượng thọ lần thứ hai nguyên nhân thứ ba sứ mạng trên vai hoàng dương kinh vô lượng thọ và pháp môn niệm phật của tịnh độ đây là một trong ba sứ mạng của tôi Tôi nhất định phải nghiêm túc hoàn thành ba sứ mạng này Để báo đáp ân đức của Phật Ân đức của ân sư Ân đức của chúng sanh Sanh mạng chưa dừng Giảng kinh không ngừng Sanh mạng của tôi có hạn Tôi phục vụ cho chúng sanh là vô hạn Tôi phải dùng từng giây từng phút Trong sanh mạng có hạn của mình Để phục vụ cho chúng sanh vô hạn Chỉ có như vậy Tôi mới cảm thấy sanh ra không hối hận Chết đi không hối hận thản nhiên trở về thế giới cực lạc Tại sao nhiều năm như vậy Mà tôi vẫn không cảm thấy phiền Khi nói với quý vị đồng tu nhiều như vậy Có thể nói là Đau lòng buốt hỏng Thực ra Tính cách của tôi hướng nội là người ít nói. Tại sao bây giờ lại thay đổi lớn như vậy, do bị ép thành như vậy? Hơn 20 năm trước, cuộc sống của tôi trôi qua dưới vực sâu đau khổ không thể thoát ra được, thậm chí là muốn chết đi cho xong. Nghe được Phật pháp, nghe sư trưởng giảng kinh vô lượng thọ, tôi hiểu lý lẽ, được khai thông từ dưới vực sâu đau khổ tôi thoát ra ngoài tôi lịa khổ rồi tôi được vui rồi tôi là người có được lợi ích chân thật nhất từ kinh vô lượng thọ tôi không phải là người ích kỷ tôi từng trải qua nỗi khổ trải qua khó khăn bệnh tật trải qua đau đớn không muốn sống nữa tôi không thể thỏa mãn khi chỉ mình tôi lìa khổ được vui tôi phải giúp quý vị đồng tu không phải đi qua con đường đau khổ mà tôi từng đi mà muốn giúp quý vị đi đến con đường tắt hướng tới hạnh phúc mỹ mãn vui vẻ như vậy thì mọi người mới bớt phải đi đường dòng đây là nguyện vọng ban đầu đã khiến tôi vẫn luôn nói nhiều với quý vị trong nhiều năm như vậy tôi nghĩ giải thoát một người thì được một người giải thoát mười người thì được mười người đương nhiên tôi hy vọng người được giải thoát càng nhiều càng tốt tôi thấy quý vị đồng tu học phật có người học tạp có người học sai lệch có người học tà có người học thành ma nhập có người học tới mức mắc bệnh thần kinh tư tưởng lời nói hành vi không bình thường có người học tới mức thần kinh không bình thường cả ngày cứ thần tiên quỷ không lúc nào dứt có người hôm nay bị nhập ngày mai lại bị nhập khổ không thể tả nhìn thấy những chuyện như vậy tôi thật sự đau đớn trong lòng khóc không ra nước mắt học thành ra như vậy có phải là lỗi lầm của kinh điển không không phải có phải là lỗi lầm của chư phật bồ tát không không phải là lỗi lầm của ai của chính mình là do chúng ta hồ đồ học tập lung tung gặp phải kết quả như vậy vô cùng đáng sợ cũng vô cùng đáng thương. Có một bộ kinh tên là A Nan vấn sự Phật kiết hung kinh. Đây là bộ kinh điển nhập môn vô cùng quan trọng. Câu đầu tiên Phật dạy chúng ta phải dựa vào minh sư. Chữ minh này không phải là danh tiếng rất lớn mà là minh trong câu tâm địa quang minh. Có tiếng tâm cũng vô dụng Người hiện đại rất biết cách tạo nên danh tiếng Phù phiếm mà không thật Chỉ là thủ đoạn lừa người thôi Cho nên có tiếng tâm Cũng không cho thấy là người đó có tu, có học Người thật sự có tu, có học Ngược lại không ai biết tới Đó mới thật sự là người tu hành Mới thật sự là thiện tri thức Tìm một người thầy thực sự có tu, có học, có chánh tri chánh kiến để chỉ dạy bạn, bạn sẽ không đi sai đường. Bạn tìm được thầy rồi, thì nhất định phải nghe lời thầy mới được. Nếu như không nghe lời, còn hoài nghi thầy mình, hoài nghi phương pháp tu học dạy bảo của thầy, thái độ như vậy là chướng ngại lớn nhất trên con đường Bồ đề kết quả là không học được gì hết thế nào gọi là thầy thầy tức là người mà con đường trước đây thầy từng đi qua đã chịu rất nhiều thiệt thòi đã trải qua nhiều trở ngại bây giờ thầy đem những kinh nghiệm tu học mà thầy trải qua truyền thụ lại cho bạn cũng nói cho bạn nghe giáo huấn của thầy để trong quá trình tu học, bạn không phạm phải lỗi lầm giống như vậy. Đó mới gọi là thầy. Những năm gần đây, tôi nghe có người nói như thế này. Lưu Tố Dân không biết giảng Phật Pháp, chỉ biết nói những chuyện thường ngày trong nhà. Nghe được lời này, tôi cũng không để bụng chút nào. Người ta nói rất đúng. Bởi vì dù là kinh nghiệm hay là giáo huấn của tôi thì đều là những chuyện thường ngày Không nói những chuyện này Mà toàn nói những lý luận to lớn Đó là lời kiểu cách, khoa trương, giả tạo Không giải quyết được vấn đề thực tế dẫn nên thực tế một chút Cho dù là giảng Phật Pháp hay không Miễn có thể áp dụng là được Người đi sau Ghi nhớ giáo huấn của người đi trước không phạm phải sai lầm của người đi trước người đi sau càng cao minh hơn người đi trước học trò như vậy nhất định sẽ giỏi hơn thầy có câu màu xanh xuất phát từ màu lam mà vượt hơn màu lam đó là sư đạo nhưng phải nhớ kỹ nếu như có một ngày bạn giỏi hơn thầy nhất định không được quên thầy mình không có thầy Thì làm sao có thành tựu của bạn chứ Tôn kính thầy Phải dùng tâm chân thành Chứ không phải chỉ nói ngoài miệng Về hình thức thì tôn kính thầy Sau lưng thầy lại lén làm chuyện xấu xa Trái đạo đức Người hiện nay phước mỏng Không biết đạo phụng sự thầy Nhớ lấy Con đường dòng mà trước đây thầy từng đi qua mình sẽ không đi. Đó là đạo phụng sự thầy. Nếu như con đường dòng mà thầy từng đi, chúng ta vẫn tiếp tục đi. Đó là điên đảo mê hoặc, là ngu ngốc thật sự. Nhớ lại con đường học Phật 20 năm tôi đã đi qua, căn bản đều là tiếp cận đạo phụng sự thầy mà sư trưởng dạy cảm ơn mười phương ba đời hết thảy chư phật như lai like, từ bi gia trị giúp tôi lúc mới học phật đã được nghe chánh pháp gặp được minh sư đi trên con đường học phật đúng đắn tôi thật sự rất may mắn gặp được nhân duyên tốt như vậy sư trưởng từng kể qua một chuyện thế này một hôm có người hỏi ngài Pháp Sư, ngày học như thế nào? Có thể kể cho con biết trải nghiệm của Thầy không? Người này muốn theo Sư Trưởng học tập. Sư Trưởng nói với người đó, Tôi học Phật 38 năm, là thời điểm Sư Trưởng trả lời. Con đường mà tôi lần mò tìm tòi đã đi rất vất vả. Nếu anh nghe lời tôi, đi theo con đường tôi dạy, thì anh sẽ tiết kiệm được 38 năm. Nếu anh đi theo con đường tôi từng đi 38 năm sau Chưa chắc có được thành tựu giống tôi Mọi người nghe có hiểu lời này không? Sư trưởng dùng 38 năm thực tiễn Sau cùng mới tìm thấy con đường học Phật đúng đắn Bạn muốn đi con đường nào? Hai con đường Một là con đường mà Lão Pháp Sư từng đi qua 38 năm Bạn đi lại từ đầu một lần nữa tự mình lần mò tìm tòi, hay là con đường đúng đắn có sẵn mà sư trưởng đã tìm tòi ra. Sư trưởng nói với chúng ta, Đức Phật trải qua vô lượng a tăng kỳ kiếp, con đường ngài đi quá nhất giả, quá oan uổng, chịu rất nhiều khổ cực, cuối cùng mới tìm ra con đường thành Phật. Ngài tìm thấy con đường đem chỉ lại cho chúng ta nhưng chúng ta không tin tưởng vẫn muốn đi theo con đường cũ mà đức phật thích ca mâu ni từng đi qua lại trải qua vô lượng a tăng kỳ kiếp vẫn chưa tìm ra được bạn nói xem như vậy khờ dại đáng thương biết bao con đường thành phật của hết thảy chư phật là gì chính là một câu a di đà phật sau khi trải qua vô lượng kiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tìm ra con đường thành Phật cũng là câu A Di Đà Phật này. Phật Phật đạo đồng. Nếu như chúng ta có thể tiếp nhận thì gọi đó là sư thừa, sư đạo. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta trải qua vô lượng kiếp mới phát hiện ra. Lúc này chúng ta tiếp nhận lập tức liền thành công địa vị cũng bình đẳng giống như ngài ngài ấy thành phật chúng ta cũng thành phật mà còn thành phật bình đẳng khó mà tin được thật sự khó mà tin được có biết bao người hoài nghi có thể là thật sao làm gì có chuyện tốt đẹp dễ dàng như vậy thật sự có chuyện tốt như vậy nguyên lý là gì nguyên lý đó là dùng phương pháp niệm Phật để tu tâm thanh tịnh. Kinh Giang nói, tính tâm thanh tịnh, ác sanh thực tướng. Dư lượng, dư biên kinh điển mà Phật thuyết, toàn bộ đều là từ tâm thanh tịnh hiển lộ ra. Tâm của chúng ta thanh tịnh rồi, thì sẽ giống như tâm của Phật. Hết thảy kinh điển cũng giống vậy, sẽ hiển lộ từ trong tự tánh của chúng ta làm sao lại không hiểu chứ, làm sao mà không minh bạch chứ? cho nên người xưa có câu, thông hiểu một bộ kinh, ắt thông hiểu tất cả kinh điển. Sư trưởng cũng thường nói như vậy. Thông hiểu một bộ kinh, đó là hết lòng hết dạ học một bộ kinh. Hiện nay tôi giảng kinh trên toàn thế giới chỉ giảng bộ kinh Du Lượng Thọ, những bộ kinh khác tôi không giảng nữa. Tại sao vậy? Những bộ kinh khác đều đứng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Hiện nay, tôi chỉ muốn giảng bộ đứng đầu. Trước đây, giảng rất nhiều kinh điển là bởi vì chưa phát hiện ra, không biết nhìn hàng. Bây giờ tìm ra rồi, mới biết rằng, ngay cả kinh hoa nghiêm, kinh pháp hoa cũng chỉ đứng thứ hai. Những kinh điển đứng thứ ba, thứ tư, tôi không giảng nữa bộ kinh này thực sự là đệ nhất kinh mà chư phật như lai tự độ độ người mọi người nghe hiểu câu nói này không nghe hiểu rồi thì bạn sẽ thể hội được bạn học tập bộ kinh này chính là trụ chân thật huệ cái bạn có được là lợi ích chân thật bạn sẽ cảm nhận được lợi ích viên mãn cứu cánh dứt khoát nhất siêu trực nhập tối cực viên đúng hàm nghĩa của tám chữ này vô cùng sâu rộng chúng ta tỉ mỉ thể hội mới có được lợi ích thật sự nhất siêu không chỉ là siêu mà còn trực nhập không rẻ quẹo kinh hoa nghiêm pháp hoa là ngã rẻ chỉ có pháp môn này mới trực tiếp đi vào. Đây là bất nhị pháp môn, giúp hết thảy chư Phật thành Phật. Đương nhiên, cũng là bất nhị pháp môn, giúp chúng ta thành Phật. Sư trưởng từng nói rằng, người đệ nhất đẳng sẽ đọc bộ kinh này. Đây là bậc thượng thượng căn, hết thảy chư Phật đều kính trọng người này bởi vì thật hiếm có một đời đọc một bộ kinh là chuyên tâm người đệ nhị đẳng sẽ đọc hai ba bộ kinh người đệ tam đẳng đọc năm sáu bộ kinh đọc càng nhiều thì đẳng cấp càng thấp sư trưởng khuyên bảo mọi người như vậy nếu như quý vị là đệ nhất đẳng một đời chỉ thọ trì một bộ kinh Kinh vô lượng thọ Hoặc kinh A-di-đà Nếu như là đệ nhị đẳng Thì khuyên quý vị thọ trì thêm tịnh độ ngũ kinh Nếu như đệ tam đẳng Thì học thêm tịnh độ thập yếu Ấn quan đại sư văn sao Nếu như vẫn cảm thấy chưa đủ Thì tôi không nói gì nữa vì đời này chưa chắc bạn có thể giảng sanh được sư trưởng còn nói nếu như tôi dạy quý vị đi theo con đường mà tôi từng đi vậy thì tôi có lỗi với quý vị tương lai quý vị thực sự giác ngộ thì sẽ mắng tôi cảm thấy tôi thật đáng ghét rõ ràng có con đường gần lại không dạy quý vị mà lại đi dạy quý vị đi bao nhiêu đường vòng như vậy quý vị sẽ hận tôi là tôi có lỗi với quý vị cũng giống như hết thảy chư phật tìm ra con đường thành phật hôm nay chư phật nói cho chúng ta biết nếu chúng ta lập tức tiếp nhận thì chư phật bồ tát đều khâm phục thiện tăng phước đức nhân duyên của chúng ta quá tốt chư phật phải dùng vô lượng kiếp mà chúng ta lại chẳng tốn chút công nào liền có thành tựu ngay lập tức thành quả cũng tương đương với chư phật phật bồ tát cũng bội phục đích thực là không thể nghĩ bằng sư trưởng vô cùng từ bi ngài đã nói hết tất cả nếu như chúng ta còn nghe chưa hiểu vẫn thờ ơ, chẳng chịu làm Vậy thì thật sự là Nhất diễn đề A-di-đà Phật Cũng chỉ đành nhìn mà thở dài thôi Trước khi chính thức giảng kinh Lại nói nhiều lời thừa với mọi người như vậy Thật sự có chút không đành lòng Có đồng tu có thể sẽ nói Thưa cô Nếu như cô đã biết là lời thừa Tại sao còn nói ra Bất đắc dĩ phải làm như vậy Nói lời thật thì người ta không tin Vậy thì phải làm sao Phải dùng những lời thừa để lót đường Mở đường Lót đường bằng phẳng Dành cho lời nói thật phía sau Quét bỏ chướng ngại Hy vọng Sau khi giảng viên mãn lần hai Bộ kinh vô lượng thọ này Sẽ có càng nhiều đồng tu khai ngộ Chứng quả Có mấy bài kệ xin tặng mọi người Cha hiền thức tỉnh con Chọn đúng cửa nhà mình đã có đường về nhà Đừng đi đường vòng nữa Để nhất kinh vô lượng thọ Quý vị đồng tu phải nhớ kỹ Độ chúng sanh 9.000 năm mạt Pháp Chính là nhờ vào bộ kinh này Nhân duyên của bạn rất thù thắng Kiếp này gặp được bộ kinh này Nhớ thiết trân trọng đừng bỏ lỡ Đời này nhất định tới cực lạc Tổng cộng tôi liệt kê ra năm nguyên nhân giúp công phu niệm Phật của tôi đắc lực Trong đó có điều thứ tư tôi cảm thấy là mấu chốt quan trọng nhất Đó là tôi chú trọng thực hành học hiểu một câu thì thực hành một câu học xong phải áp dụng sau đó lấy cư sĩ điêu làm ví dụ phân tích một chút nguyên nhân công phu niệm phật không đắc lực tổng cộng tôi liệt kê ra sáu nguyên nhân khiến công phu niệm phật không đắc lực thứ nhất không biết sai không sửa sai thứ hai tập khí nặng nề Thứ ba, tố chất cơ bản kém Cụ thể là không biết cách nói chuyện Không hiểu những thường thức căn bản trong cuộc sống Thứ tư, giỏi ngụy biện Sai mà vẫn cố cãi Thứ năm, có tính, có nguyện Nhưng không nỗ lực thực hành Lý luận không đi đôi với thực hành Không áp dụng thực tế Thứ sáu, không giữ được câu Phật hiệu Phân tích mấy nguyên nhân khiến cho công phu niệm Phật của cư sĩ Điêu không đắc lực trong đó Có vấn đề riêng của cư sĩ Điêu Cũng có vấn đề chung của các đồng tu Tôi cảm thấy Hai nguyên nhân học không đi đôi với hành Và không giữ được câu Phật hiệu Là vấn đề chung nổi bật nhất Hai vấn đề này chính là Chỗ đột phá và dướng mắt Khi tôi giảng kinh vô lượng thọ lần này Chỗ khác biệt thứ ba Đó là Cố gắng dùng ví dụ thực tế Để giải đáp những vấn đề thuộc về lý Để quý vị có thể thấy được Chạm tới được Nắm vững được Chỗ khác biệt thứ tư Là có thể dành chút thời gian giao lưu Chọn ra chỗ thể hội tâm đắc Có tính đại biểu khi nghe kinh của các bạn đồng tu để giao lưu trên mạng để giúp mọi người học tập lẫn nhau cùng nhau nâng cao đây là cách nghĩ có chút non nớt của cá nhân tôi nghe giảng kinh vô lượng thọ lần hai như thế nào một là nghe và xem cùng kết hợp tiến hành đồng thời nếu như điều kiện cho phép Đề nghị quý đồng tu Thân phải tịnh lại Tâm cũng phải tịnh lại Ngồi xuống vừa nghe vừa xem Như vậy mới có hiệu quả tốt nhất Chuyên tâm nghe Không nên ghi chép Còn nên nghe mấy lần Điều này mỗi người mỗi khác Tình huống của mỗi người mỗi khác Không thể y hệt nhau Không thể gượng ép đều phải giống nhau hai là xem văn bản đồng thời khoanh lại trọng tâm ba là áp dụng vào đúng hoàn cảnh thực hành cụ thể thực hành rất quan trọng lần này chúng ta trọng tâm nhấn mạnh thực hành nghe hiểu được bao nhiêu thực hành bấy nhiêu bốn là nắm bắt trọng tâm không được tham nhiều thực hành phải nắm vững trọng tâm không được tham nhiều tham nhiều sẽ không tiêu hóa hết được nhắm vào vấn đề nổi bật nhất của mỗi người nhắm vào trọng tâm thực hành nhất định phải áp dụng vào thực tế không những phải áp dụng mà còn phải thực hành không những làm được từng điều từng điều một mà còn cấm kỵ làm sơ sài hình thức năm là kiểm tra thành quả nghe mọi người nói thành quả áp dụng như thế nào tự mình khoe khoang chính mình thì không tính phải nghe người thân họ hàng nói như thế nào nghe bạn bè thân thiết nói như thế nào nghe bạn học đồng nghiệp nói như thế nào nghe hàng xóm láng giềng nói như thế nào nghe bạn đồng tu nói như thế nào Sáu là Tuyệt đối một ngày làm, mười ngày không Sẽ không thu được kết quả Trong cuộc sống áp dụng Phật Pháp là một việc phải kiên trì lâu dài Không thể một ngày nhiệt tình Rồi mười ngày bỏ mặt được Nếu như có thể kiên trì Đời này ắt có thành tựu Tâm lượng nhỏ có nguy hại gì đối với người tu hành Sau cùng Xin tặng các bạn 16 câu để khích lệ lẫn nhau. Đời người ngắn ngủi mấy mươi năm, lãng phí một ngày mất một ngày. Đợi khi đầu xanh thành tóc bạc, thời gian trôi đi không trở lại. Đời này gặp được cơ duyên tốt, không biết trân trọng thật đáng thương. Đại hạn trước mắt Biết chân tướng Hối hận vô cùng Thì đã muộn Chư Phật chỉ dạy Không mệt mỏi Chỉ xem có duyên hay là không Có duyên được độ trở thành Phật Vô duyên chịu khổ trong sáu nẻo Hai đường hiện ra ngay trước mắt Muốn đi về đâu Tùy bạn chọn mở đôi mắt huệ nhìn cho rõ địa ngục cực lạc cách một niệm ngoài ra cho dù là đạo tràng lớn cũng được đạo tràng nhỏ cũng được nhất định phải tuân thủ pháp luật của đất nước và các ngành có liên quan đệ tử phật càng phải dẫn đầu tuân thủ quy tắc không thể muốn làm gì thì làm mạnh ai nấy làm nhớ kỹ không làm giặc quốc gia không phạm pháp luật không hủy bán lãnh đạo đất nước không trốn thuế làm công dân tốt tuân thủ kỷ cương pháp luật tiết học hôm nay giao lưu tới đây thôi nhưng nhất thời lại tăng thêm một nội dung sáng sớm nay lúc nhiễu phật mọi người có nói với tôi hát bài lục hòa tiểu diện và tỉnh thế ca cho sư trưởng nghe hát cho bạn bè đồng tu nghe hát cho hết thảy chúng sanh khổ nạn trong hư không pháp giới nghe tôi luôn hát sai nhạc nếu hôm nay bảo hát thì hy vọng hát không sai nhạc chỉ cần sư trưởng nghe được cảm thấy vui vẻ thì tôi hát sai cũng không sao sau đây chúng tôi hát cho sư trưởng nghe tỉnh thế ca Biển đêm mênh mông một thuyền Pháp Cứu độ chúng sanh lìa khổ nạn Là ai ngàn tay lại ngàn mắt quan âm Bồ Tát Đứng đầu thuyền A-di-đà Phật trợ thủ giỏi Giúp Phật tiếp dẫn vô biên chúng sanh nhiều đời, nhiều kiếp hiện thân Bồ Tát Dư lượng kiếp nay không biết mệt mỏi Chúng ta phải học quan âm Bồ Tát Đại từ, đại bi, cứu khổ, cứu nạn Mở rộng tâm lượng, buông bỏ tiểu ngã Đường hoàng hộ Pháp mới thông đạt Đại kiếp hiện nay Cộng nghiệp chiêu cảm Tai nạn đều do Lòng người bất thiện Mê hoặc chúng ta Mau mau thức tỉnh Cứu mình Cứu người Phải phát nguyện lớn Mạc pháp chúng sanh Khổ lắm thay Thập phương chư Phật Đến cứu độ Cứu độ chúng sanh dựa vào gì? Chỉ một bộ kinh vua lượng thọ. A-di-đà à, Phật là vua Pháp. Giảng Pháp đều trong câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu niệm 9.000 năm. Chúng sanh được độ trở về nhà. Không được đi sai đường về nhà Một câu Phật hiệu thành thật niệm Cha hiền từ bi luôn ngóng đợi Mong con mau chóng trở về nhà Về nhà đi đừng tham luyến nữa Quay thuyền từ trở lại ta bà Ta bà có huynh đệ tỉ muội của con còn đang trôi lăn trong biển khổ lục hoa tiểu diện ta cùng xây chúng sanh đều là người tiểu diện lục hòa tiểu diện pháp giới cùng hưởng không phải khẩu hiệu mà trọng thực tiễn con đường lục hòa không có điểm cuối đời này lại truyền cho đời sau nhân loại sanh tồn cần hòa hợp dù khó cũng phải tiến về phía trước lục hòa tiểu diện không tầm thường bồ tát sinh sống trong tiểu diện liên trì hải hội lại gặp mặt trong nước an dưỡng mừng đoàn viên tự sáng tác tự hát tỉnh thế ca cầu nguyện hết thảy đều thành phật chúng sanh thành phật là đại nguyện của ta chúng sanh thành phật tâm ta vui vẻ sau đây là hát bài lục hoa tiểu diện lục hoa tiểu diện hòa thuận vui vẻ đồng tâm hiệp lực cùng xây lục hoa công bằng công khai người người hoan hỷ công chánh công đạo người người xưng tán Người có nơi ở, già có nơi dưỡng, tâm có nơi tựa, chết có nơi về, nỗi lo về sao đều được giải trừ. Hiếu thân tôn sư đời đời tương truyền. Chúng sanh đau khổ không lời nào tả xiết, mau chóng bước lên thuyền đại Pháp. Thuyền Pháp đi về thế giới cực lạc, nhìn thấy Di Đà miệng tươi cười học Phật phải học sao vui vẻ, châu mày ủ dột đừng học Phật, người người đều sanh tâm hoan hỷ lục hoa tiểu diện thật tường hòa, lục hoa tiểu diện là nhà ta, nhà yêu ta rồi ta yêu nhà, huynh đệ tỷ muội trong nhà đông, người nào cũng niệm a di đà đến ếch cúng niệm a di đà chim nhỏ vui hót a di đà chúng sanh một thể chung sống hòa hợp chúng ta ở đây là cực lạc vui vẻ mỹ mãn đại gia đình người người trong tâm đều vui vẻ chí đồng đạo hợp bạn đồng tu mục đích cuối cùng là về cực lạc ngày ngày chúng ta niệm di đà ngày ngày chúng ta ở cực lạc cực lạc ở ngay trước mắt ta đừng tới nơi khác tìm cực lạc chúng ta đều là người cực lạc tương lai sẽ tới nước cực lạc Lục hòa tiểu diện là nơi tiếp dẫn Đưa bạn tới gặp A-di-đà Chúng ta đến từ Đông Tây Nam Bắc Tiên địa phương không sửa mà tâm linh vẫn tương thân Lục hòa tiểu diện Pháp giới cùng hưởng Nhớ kỹ A-di-đà Phật ở trong tâm